Hồi đó, vì muốn sớm ổn định cuộc sống, vợ chồng tôi đã vay mượn tiền nộp cho nhà nước để mua miếng đất cất nhà ra ở riêng. Vậy nhưng 14 năm qua, chúng tôi vẫn chưa thể xây được nhà vì chính quyền địa phương chỉ cấp sổ đỏ mà không giao đất. Giờ các con đã lớn nhưng vẫn phải sống nhờ trong căn nhà chật hẹp của cha mẹ ông Đỗ Ngọc Xuyên, ngụ thôn Hòa Gióng, xã Cát Tân, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, bức xúc. Sổ đỏ đã bạc màu. Theo ông Xuyên, sau khi nộp 15 triệu đồng tiền sử dụng đất cho chính quyền địa phương năm 2009, vợ chồng ông được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Cát cấp sổ đỏ cho lô đất ở có diện tích 150m² tại khu dân cư núi Ông Đậu thuộc thôn Hòa Gióng. Từ đó đến nay, vợ chồng ông vẫn chưa nhận được đất để xây nhà ổn định cuộc sống, dù đã rất nhiều lần gõ cửa các cơ quan chức năng từ huyện đến tỉnh. Sau khi nộp 15 triệu đồng tiền sử dụng đất năm 2009, vợ chồng ông Lê Văn Thống, ngụ thôn Hòa Gióng, cũng được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Cát cấp sổ đỏ cho lô đất ở 150m² tại khu dân cư núi Ông Đậu. Đến nay, gia đình ông vẫn chưa được giao đất nên phải ở nhờ trên thửa đất của cha mẹ. Tiền đã nộp từ lâu, sổ đỏ được cấp cũng đã bạc màu nhưng đất thì chẳng thấy đâu. Chính quyền địa phương cứ nói để xem xét giao đất chỗ khác nhưng chờ từ năm này qua năm khác vẫn chưa thấy gì. Ông bà ta có câu an cư lạc nghiệp, đến giờ chúng tôi đã lớn tuổi mà vẫn chưa an cư được, ông Thống thở dài. Tại xã Cát Tài, 25 trường hợp khác cũng gặp tình trạng tương tự. Tất cả đều đã nộp tiền và được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Cát cấp sổ đỏ từ năm 2009 nhưng chưa được giao đất thực địa để xây nhà ở. Không thể để dân chờ đợi thêm. Giải thích về vụ việc trên, ông Huỳnh. Sau khi quy hoạch được duyệt, Ủy ban Nhân dân xã Cát Tân đã xét và lập hồ sơ đề nghị giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu ở địa phương. Nộp tiền sử dụng đất xong, 27 hộ gia đình, cá nhân ở xã Cát Tân được Ủy ban Nhân dân huyện Phú Cát ra quyết định giao đất cấp sổ đỏ. Theo kế hoạch, các hộ dân này được giao đất vào năm 2009 nhưng vì chưa giải phóng mặt bằng xong nên không thể thực hiện được. Ủy ban Nhân dân xã Cát Tân đang thực hiện quy hoạch khu vườn bồ, cũng ở thôn Hòa Gióng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoán đổi đất cho 27 hộ dân này. Các lô đất được Ủy ban Nhân dân xã Cát Tân bố trí hoán đổi có diện tích bằng các lô được cấp sổ đỏ trước đây. Phương án hoán đổi đã được các hộ dân đồng ý. Khi hoán đổi, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tiến hành thu hồi toàn bộ sổ đỏ trước đây để cấp lại theo lô đất mới, ông Huỳnh Ngọc Chức thông tin. Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Cát, xác nhận có 27 hộ gia đình, cá nhân ở xã Cát Tân được cấp sổ đỏ nhưng chưa thể giao đất vì vướng khâu giải phóng mặt bằng. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, trước đây, quy hoạch khu dân cư núi Ông Đậu được thực hiện trên giấy và người dân cũng mua đất trên giấy. Việc cấp sổ đỏ được thực hiện trước nhưng trên thực tế, khu đất này vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong nên chưa thể giao đất khiến người dân bức xúc. Về nguyên nhân chưa giải phóng mặt bằng xong nhưng vẫn cấp sổ đỏ cho người dân, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết sự việc xảy ra từ những nhiệm kỳ trước đây. Đến năm 2017, Thanh tra huyện Phú Cát đã thanh tra và có kết luận về việc quản lý đất đai tại xã Cát Tân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Cát khẳng định, tôi đang cho tổng hợp, làm rõ thời điểm đó ai làm chủ tịch xã, ai phụ trách địa chính để đưa ra hình thức xử lý đối với các sai phạm đã được cơ quan thanh tra chỉ ra.